Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xảy ra tình trạng mù khô, bầu trời màu mù xám xịt. Đồng hồ đã gần điểm gần 8 giờ sáng. Hiện tượng này khiến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông bị giảm xuống. Đặc biệt, chỉ số ô nhiễm không khí hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh khá cao, khiến người dân không khỏi lo lắng. Ghi nhận tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố, từ 8 giờ đến 9 giờ cùng ngày, tất cả đều không có chút nắng và thay vào đó là một màu bầu trời rất u ám. Điều đáng chú ý là chỉ số ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ở mức khá cao, 157 PM 2,5, mức gây nguy hại cho sức khỏe. Theo Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18% dân số của cả nước. Người dân của hai thành phố này đang phải sống trong điều kiện không khí ô nhiễm vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, tỷ lệ ô nhiễm không khí tại Hà Nội luôn cao hơn thành phố Hồ Chí Minh.